Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Kính thưa quý vị, sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, việc lạm dụng, đặc biệt là sử dụng sai thời điểm, sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe. Hãy cùng báo Sức khỏe và Đời sống điểm qua những tác hại của việc dùng điện thoại trước khi đi ngủ đến sức khỏe con người, đặc biệt là với đôi mắt, qua những tư vấn chuyên môn của bác sĩ Trần Ánh Dương, trưởng khoa mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba Đồng Hới. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, mắt đã phải điều tiết nhiều, cộng với việc ban đêm, khi mắt cần được nghỉ ngơi thì lại phải cố gắng duy trì cho việc sử dụng điện thoại. Hơn nữa, ánh sáng xanh của màn hình điện thoại sẽ hắt ngược, kích thích vào nhãn cầu, nếu kéo dài sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đôi mắt. Theo bác sĩ Dương, hầu như tất cả các ánh sáng xanh có thể nhìn thấy đi qua giác mạc, thể thủy tinh, dịch kính rồi được hấp thụ tại võng mạc. Ánh sáng này có thể ảnh hưởng đến thị lực và có thể làm lão hóa mắt sớm. Nghiên cứu ban đầu cho thấy, việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh có thể dẫn đến các triệu chứng như mỏi mắt, khô mắt, tổn thương võng mạc và ảnh hưởng đến sự phát triển của khúc xạ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc đọc màn hình điện tử có thể dẫn đến sự xuất hiện và phát triển thị lực kém ở trẻ em và tỷ lệ cận thị cao hơn, tương quan với sự gia tăng thời gian đọc màn hình. Từ sự khác biệt giữa đọc màn hình điện tử và các hoạt động ngoài trời, chúng ta có thể thấy rằng các hoạt động ngoài trời được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên làm giảm xuất hiện và tiến triển cận thị ở trẻ em. Ngoài ra, nằm nghiêng khi dùng điện thoại sẽ gây ra hiện tượng mắt bị lệch, bởi khi nằm nghiêng, sự chú ý của mắt đặt vào màn hình là khác nhau, sẽ gây ra hai mắt trái phải không còn đồng đều, vừa mất thẩm mỹ lại vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng điện thoại trước khi đi ngủ sẽ khiến chất lượng giấc ngủ của bạn không đảm bảo. Bước sóng của tia ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại hay các thiết bị điện tử gây ức chế hormone melatonin, một chất giúp duy trì đồng hồ sinh học của con người. Lời khuyên dành cho bạn là không nên dùng điện thoại trước khi đi ngủ để có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nghe ra thì giữa việc sử dụng điện thoại và các bệnh lý về da không có liên quan nào, nhưng đó lại là một quan niệm sai lầm. Điện thoại được xem là vật bất ly thân của mỗi người, nó được sử dụng rất thường xuyên, thế nên trên bề mặt điện thoại chứa rất nhiều vi khuẩn. Có thể bạn chưa biết, lượng vi khuẩn ở trên màn hình điện thoại nhiều gấp 20 lần nắp bồn cầu. Vì thế vào ban đêm, khi tay tiếp xúc vào điện thoại rồi bạn lại chạm vào mặt, vào da thì có thể sẽ vô tình gây ra các nốt mẩn đỏ như dị ứng. Ngoài ra, theo một vài nghiên cứu, khi cơ thể tiếp xúc với các tia bức xạ trong 2 phút có thể làm mất khả năng phòng vệ của não bộ, từ đó làm tăng nguy cơ các bệnh về thần kinh và suy giảm trí nhớ trầm trọng. Khi ngủ, bạn nên để điện thoại ở chế độ máy bay hoặc để xa chỗ ngủ của bản thân. Một tác hại khác của việc sử dụng điện thoại ban đêm đó là gây trầm cảm, lo lắng. Theo một vài nghiên cứu cho rằng, hầu hết người bị lo lắng, mệt mỏi đều liên quan đến việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ và sử dụng quá nhiều. Nguyên nhân là do các tia bức xạ phát ra từ màn hình điện thoại kích thích lên dây thần kinh não, gây cảm giác căng thẳng, mệt mỏi. Hơn thế nữa, những thông tin và các mối quan hệ trên mạng xã hội cũng gây ra cho chúng ta tổn thương và cảm giác bị cô lập,